Đây là 31 tháng 5 năm 2024 và bạn đó đã giảm về 49kg từ cái trọng lượng bắt đầu cỡ là 60kg. Bạn đó đã làm được cái điều này liên tục trong vòng 6 tháng thôi. Cái vấn đề ở đây là cái độ nhạy insulin. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn câu chuyện của một học viên của tôi ở Canada. Rồi, tôi làm cho bạn đó những cái bài tập đầy đủ và những cái bữa ăn. Và những cái bữa ăn là một điều rất là quan trọng. Còn buổi sáng tôi cho bạn đó ăn nhiều cái chất đạm hơn. Tại vì cái độ nhạy insulin của cơ thể khi đó nó sẽ tương đối là nó cao. Nó làm cho việc là nếu một buổi sáng ráng mà ăn nhiều cái tinh bột á, nó làm cho cơ thể của bạn đó gặp vấn đề khó trong cái việc giảm cân. Tôi tin rằng đây là cái vấn đề mà nhiều bạn cũng có thể gặp phải. Và các bạn có thể thử cái phương án này bằng việc là buổi sáng với buổi trưa và trong ngày á, bạn giảm lại cái lượng tinh bột nhiều nhất có thể. Nhiều nhất có thể ở đây giả dụ như là bình thường bạn ăn là 5 phần tinh bột thì bây giờ bạn giảm lại khoảng còn 1 phần thôi. Nhưng mà cái lượng chất đạm, ví dụ như bình thường chúng ta sẽ ăn một quả trứng gà thì chúng ta có thể tăng lên 2 quả trứng gà. Do đó chúng ta đang cung cấp khoảng tầm là 15 gram chất đạm. Và buổi tối là cái thời điểm mà cái insulin nó độ đỉnh, cái độ nhạy của nó lên ở cái mức đỉnh nhất. Thì là bạn đó, tôi sẽ thiết kế cho các bạn học viên này của tôi ăn khoảng tầm cũng chỉ giới hạn cỡ là một chén cơm. Nghe một chén cơm thì nó có thể hơi thấp, nhưng mà nếu mà so với cái lượng tinh bột ở ban ngày á, thì nó đã nhiều hơn gấp 3-4 lần rồi. Đó. Thì cái câu chuyện ở đây là những cái bữa ăn đó nó đều phải cần phải có đầy đủ là rau xanh. Nhưng mà những cái món ăn, ví dụ như ăn trứng gà, ví dụ như ăn thịt gà, ví dụ như ăn cá hoặc là ăn tôm. Và bạn học viên của tôi rất là thích ăn cá và tôm. Tại sao lại chọn cá và tôm cho cái việc cung cấp chất đạm cho cơ thể? Bởi vì đó là cái một cái nguồn cung cấp chất đạm mà nó ít chất béo bão hòa. Rõ ràng trong tôm, trong cá nó có một cái lượng chất béo bão hòa thấp hơn trong thịt rất là nhiều. Và từ những cái vấn đề đó, bạn học viên của tôi đã giảm về từ 60kg, để giảm về cái cân nặng là 49kg vào ngày 31 tháng 5. Cái cảm giác mà khi cơ thể nhẹ đi 10kg trong vòng khoảng 3 tháng đến 6 tháng đó là một cảm giác rất là tuyệt vời. Bạn có thể áp dụng cái cách này, nhưng mà nhớ một điều là cái nguyên tắc nữa là hãy nhớ tập đều đặn theo một cái lịch tập cố định. Tại Rang Long Fitness tôi thiết kế một cái lịch tập cố định. Khi mà cái lịch tập này là lịch tập cố định cái ngày thôi, còn cái bài tập nó phải có một cái sự gia tăng. Bởi vì khi cơ thể của bạn nó thích nghi với cái bài tập đó, cái hiệu quả mà nó đốt calorie nó sẽ giảm lại nha. Nên cái song song với cái việc là chúng ta sẽ ăn nhiều thịt cá vào trong ban ngày, và chúng ta sẽ ăn một vừa đủ cái lượng tinh bột vào bữa tối. Dĩ nhiên trong tinh bột đó chúng ta sẽ có rất nhiều sự đa dạng. Chúng ta có thể ăn cơm, chúng ta ăn phở, chúng ta ăn bún, nhưng mà chúng ta kiểm, hoặc là chúng ta ăn yến mạch, nhưng mà chúng ta kiểm soát cái khía cạnh đó. Và nhờ đó cơ thể của bạn nó sẽ giảm cân, nó giảm cỡ 10kg trong vòng 6 tháng, rồi 5kg trong vòng 3 tháng khi bắt đầu. Và cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn do bạn tập luyện đều đặn theo lịch tập và chương trình tại Rang Long Fitness.